Thưa quý vị, thưa các bạn, một số địa phương đã báo cáo về tình hình thưởng Tết năm 2023. Đáng chú ý, trong đó mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là 38 triệu đồng thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mức thưởng Tết nguyên đáng quý mão cao nhất tại tỉnh Bình Dương là 896 triệu đồng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết tại địa phương có 1.115 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết, bao doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết, 7 doanh nghiệp không có thưởng Tết. Các chuyên gia đánh giá mức lương của người lao động tăng ít nhất 6% so với năm 2021 do chính phủ vừa có nghị định tăng lương tối thiểu vùng, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khởi sắc trong những tháng đầu năm 2022. Tuy vậy, cuối năm 2022, nhiều doanh nghiệp thiếu hoặc không có đơn hàng dẫn tới giảm nhân công, giảm thưởng Tết. Vì đây cũng là yếu tố gắn liền với kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.